tế nếu mà nhiều quá thì ta sẽ không đi vào đây được, đúng không? Nhưng của mình với học lượng của mình thì nó ít, và có ít có điều kiện thì ta thì nên đi, đúng không ạ? Rồi vậy các bạn nhìn lên đây này, cái cột đầu tiên các cái khoản một thì phí nữa ta sẽ đi rồi, nhưng mà cột thứ hai là người ta hỏi là gì nhỉ? Nhà cửa là gì ở đây ạ? Vật kiến trúc của mình có không? Không có. Thế tiếp theo là gì? Máy móc thiết bị của mình có cái gì? Là tự đi vào mở ngoặc ở ngay cái ô đó mà bạn đi vào đấy cho cụ thể, bởi vì mình có điều kiện đi được đây chỗ này phía trên cái ô ấy ạ. Nếu mà nhiều quá thì thôi ta không ghi, nhưng mà với công ty mà ít ạ thì có khả năng đi được thì ta nên ghi. Rồi ô tô à, máy photo. Rồi tiếp theo là gì nhỉ? Có không? Có là cái gì ạ? Mình tự đi, các bạn tự làm mà nào. Tiếp tục nào, là cái gì nữa? Chấm chấm. Rồi chấm chấm của mình thì thôi cứ để đến xem tí nữa, còn chấm chấm gì thì ghi nhanh Cường nhá. Nào, tiếp theo là cái gì nhỉ? Mình có cái gì khác nữa không? Không. Và cuối cùng là mục gì? Tổng cộng. Và các bạn thống nhất với tôi là tí nữa ta sẽ làm một ngày có số thì ta sẽ chắc chắn là ta sẽ phải tổng cộng rồi, đúng không? Được chưa? Rồi bây giờ ta bắt đầu đi từng chỉ tiêu một. Một thì ta hỏi cái gì ạ? Số dư đầu năm của tài sản có chưa? Số dư đầu năm của mình có không? Không. À, không có. Tiếp theo. Số tăng trong năm. Số tăng. Mình có tăng không? Có. À, tăng của cái gì? Máy photo là bao nhiêu tiền? Tự làm nhá. Máy photo rồi. Tiếp theo là của gì nữa? Photo. Bao nhiêu? À, đúng rồi. Tỷ 2. Và có tổng cộng không? Có. Tự làm. Tự tổng cộng. Rồi. Trong đó thì thôi ạ, ta chỉ cần ghi cái số dư thôi, còn trong đó mua sắm xây dựng không cần. Tiếp theo người ta lại hỏi cái gì nữa? Số tặng. Người ta hỏi cái gì ạ? Số dư. Đâu, người ta hỏi cái gì tiếp theo? Số giảm. Số gì nhỉ? Số giảm. Vậy trong năm mình có giảm cái gì không? Máy photo. Giảm máy gì nhỉ? Máy photo. Vậy giảm bao nhiêu? À đúng rồi, giảm cả đi, đúng không ạ? Vâng. Giảm 60 triệu đi. Còn ô tô có giảm không? Không. Không, rồi. Do vậy là tổng cộng là bao nhiêu? Rồi. Còn trong cái phần trong đó các không cần phải giải thích cụ thể đâu ạ. Vậy bây giờ nào, chốt cho tôi số dư cuối năm, tự chốt. Số dư cuối năm máy móc thiết bị còn không? Không. Có không ạ? Không. Ô tô, tiếp theo. Ô tô còn. Còn. Tổng cộng cho tôi. Tổng cộng. Rồi. Sang mục mấy? Mục 2. Rồi. Giá trị đã hao mòn lũy kế. Tiếp tục nào. Chỉ tiêu đầu tiên đi. Có không ạ? Không. Không. Tiếp theo. Tiếp theo. Số tăng trong năm. Nào. Tăng trong năm của cái máy photo có không cả lớp? 1 triệu. Từ từ đã nào, số tăng trong năm của photo là bao nhiêu? 2 triệu. À, 2 triệu, đúng rồi, đi vào. Thế còn của photo? 10 triệu. À, rồi. Tiếp tục. Rồi, tiếp tục nữa đi. Số giảm trong năm của cái máy photo có không? Hello? Có giảm không? À có, giảm bao nhiêu? Đúng rồi, tốt lắm, giảm 2 triệu. Thế còn của ô tô? Không. Đúng rồi. Thế có tính được cái số dư cuối năm không? Tự tính nào. Người ta có hai cái dòng, một là gì nhỉ? Tặng
Tại gì? Đầu năm là gì nữa? Cuối năm. Thế theo các bạn thì thi ở dòng nào? Cuối năm.